Trận đấu đầu tiên trong ngày, Fnatic và Cloud9 đã cống hiến cho người xem một trận đấu vô cùng giải trí khi cả hai liên tục mắc sai lầm. Tuy nhiên không bên nào có được lợi thế nhất định. Ở ván cuối cùng, Fnatic là tuyển thi đấu xuất sắc hơn. Aphelios đã trở thành một họng súng không thể nào ngăn cản, khiến cho những tanker bên phía Cloud9 phải ái ngại trong mỗi giao tranh. Cuối cùng đội tuyển áo cam giành được thắng lợi chung cuộc và tiến đại diện tiếp theo của Bắc Mỹ ra sân bay. Ở trận đấu sau đó, Weibo đã không khiến người hâm mộ phải tập thể dục với đường hô hấp khi có chiến thắng gọn gàng trước Mad Lions với tỷ số 2-0. Từ đó khiến cho Shaika cũng như đàn em tiếp tục vững bước trên con đường mang lại tiếng cười ở World. Sau khi khép lại nửa vòng đầu của thể thức Thụy Sĩ, cộng đồng Liên minh quốc tế đã bàn luận khá nhiều về các màn trình diễn của các tuyển thủ hàng đầu thế giới. Trong số đó cũng có không ít các fan đưa ra những con số về chỉ số lính, sát thương gây ra mỗi phút, KDA, như một cách để đánh giá sự hiệu quả trong từng lối chơi của các tuyển thủ. Và mới đây, LOL Esports Stats đã đưa ra thống kê về top 10 cái tên gây nhiều sát thương mỗi phút nhất trong một game Worlds 2023 tính đến thời điểm hiện tại. Danh sách bao gồm 3 vị trí thuộc về Ga. Vị trí số 1 là Elk Kristana trong trận gặp Fnatic 1209, vị trí số 2 Kai với Victor ở trận gặp LOL 1187, vị trí số 3 là Jimian. Vị trí số 3 là Jimian Jace trong trận gặp BDS với 1182. Đứng thứ 4 là Elk với Saya trong trận gặp KT 1136. Đứng thứ 5 là Nook với Azir trong trận gặp PSG 1092. Đứng thứ 6 là Kana với Jace ở trận gặp G2 1042. Đứng thứ 7 là Yagao Jace trong trận gặp KT 1038. Đứng thứ 8 là Hasama với Saya trận gặp Weibo 1035. Đứng thứ 9 là Slater với Saya trận gặp Teamwell 1031. Và đứng thứ 10 là Kati với Victor trận gặp Teamwell 1002. Có thể thấy Elk của Billy đang là cái tên dẫn đầu danh sách này. Kristana với 1209 sát thương mỗi phút, con số thể hiện khả năng cánh tim với lượng sát thương khổng lồ của Elk. Anh cũng là người giữ cho mình top 1 và top 4 trong danh sách này, khẳng định vai trò sát thương chủ lực đầy uy tín tại Billy. Tiếp theo là Gam với hai cái tên trong danh sách. Kati đứng hai vị trí là top 2 và top 10 với cùng vị tướng là Victor. Bên cạnh Kati, Slater cũng giành được vị trí top 9 Saya với 1031 sát thương. Tuy nhiên, một số fan cho rằng những thông số của Elk cùng một số cái tên khác trong danh sách này có sức nặng hơn con số của Gam. Bởi cả ba vị trí mà Gam giành được ở top 10 đều đến từ vòng khởi động, nơi có những đối thủ được coi là nhẹ cân hơn ở thể thức Thụy Sĩ. Mặt khác, có nhiều fan lên tiếng tranh cãi về việc sở thủ đình đám Ruler không xuất hiện trong danh sách. Hiện tại vụ việc vẫn đang thu hút khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng phương Tây và cả Trung Quốc. Tại Worlds 2023, JD Gaming đang được đánh giá là đội tuyển ứng viên số 1 chức vô địch. Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, một vị trí của họ được thể hiện quá tốt, đặc biệt là cặp đôi người Hàn Canavi Ruler. Hơn nữa, động lực để các tuyển thủ JDG tin tưởng vào chức vô địch chính là việc họ đang đứng trước cơ hội giành được Grand Slam đầu tiên trong lịch sử Liên minh huyền thoại khi đã vô địch hai giải quốc nội và MSI. Nhưng mới đây, không ít khán giả đã phát hiện ra một sự thật. Ruler vẫn chưa thực sự giao tiếp tốt với các đồng đội người Trung, nhất là trong những các tình huống căng thẳng của trận đấu. Cụ thể, trận gặp PDS, khi đó Ruler đang trong tình huống chuẩn bị tiến ra đường giữa để dọn dẹp lính, trong khi các đồng đội đang tụ tập xung quanh Hammeron. Missings và Knight đã cảnh báo rằng có thể Adam với Garen đang ẩn nấp đâu đó, nhưng Ruler đã không hiểu được tình huống. Rất may sau đó, Ruler dù bị câm lặng vẫn đủ máu để chờ hết hiệu ứng và bung hết tất cả những kỹ năng, từ tốc biến đến bản năng sát thủ của Kai'Sa để đào thoát. Tất nhiên, Ruler không bị hạ gục, nhưng các tuyển thủ JD Gaming cũng mất đi một nhịp vào Baron và phải tạm lùi ra sau đó. Thế nhưng với khán giả Liên minh huyền thoại, điều này càng cho thấy JD Gaming thật sự quá đáng sợ. Bởi lẽ Ruler gia nhập từ đầu năm 2023 nhưng đến giờ vẫn bị lỗi giao tiếp, tức là điểm yếu này đã tồn tại từ mùa xuân 2023 đến nay. Thế nhưng, bất chấp việc đó thì JD Gaming vẫn vô địch hai giải quốc nội khi đánh bại những đối thủ rất mạnh như T1 hay Bilibili. Do đó, có ý kiến nhận định, một khi điểm yếu này được khắc phục, JD Gaming sẽ trở thành một tập thể còn hoàn hảo hơn. Bản thân các tuyển thủ có lẽ cũng đã nhận ra sự việc. Thời gian của họ ở Worlds 2023 vẫn còn nhiều, khi mà JD Gaming đã sớm lọt vào tứ kết. Một khi họ thực sự xóa bỏ được những điểm yếu trong giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ, có lẽ nó sẽ còn là một đội tuyển không thể nào bị ngăn chặn. Kể từ khi xây dựng lại đội hình và thực sự đầu tư với những chữ ký chất lượng, Bilibili từ chỗ là đội tuyển được cho là lập ra để truyền thông này đã vươn lên thành một thế lực thực sự. Sau JD Gaming và Gen.G, Billy cũng được xem là một cái tên đủ sức mạnh cho danh hiệu. Đặc biệt, họ còn đang là áo quân MSI và đánh bại cả Gen.G lẫn T1. Thế nhưng có một sự thật rằng là Billy vẫn chưa thể tìm ra cách nào để đánh bại JD Gaming mỗi khi cả hai gặp nhau. Đặc biệt trong các trận đấu đó, Elk là thi đấu đặc biệt đáng thất vọng. Kể cả vào quãng thời gian Ruler không có được phong độ cao nhất thì Elk cũng không thể vượt qua được người đàn anh. Chính màn thể hiện đặc biệt kém hơn bình thường của Elk
là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Billy không giành được kết quả tốt trước Ready Gaming. Có lẽ vì hết lần này đến lần khác thất bại trước Ready cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các tuyển thủ Billy. Mới đây trong một phần phỏng vấn, Bin đã cho biết: "Nếu có thể tôi hy vọng chúng tôi không gặp Ready vì một đội khác đã đánh bại họ. Lần nào chúng tôi gặp Ready thì cũng đều không có kết quả tốt. Rõ ràng những vấn đề tinh thần mà các đối thủ khác cảm thấy về chúng tôi cũng ảnh hưởng đến chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp Ready. Tất nhiên chúng tôi phải vượt qua các rào cản này để giành chiến thắng." Bin cũng hiểu rõ ở thời điểm hiện tại, bên cạnh những đối thủ hùng mạnh khác thì dớp khi gặp Ready là yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến giấc mơ danh hiệu của Billy. Chính vì vậy, nếu Ready gặp những đối thủ khác ngoài Billy và thất bại thì ở một khía cạnh nào đó cũng có thể giúp các tuyển thủ Billy thêm tinh thần. Dù vậy, trước khi nghĩ đến Ready Gaming thì Bin và đồng đội vẫn còn một rào cản cực lớn trước mắt là T1. Faker và các đồng đội chắc chắn cũng không phải đối thủ dễ chơi, nhất là khi đại diện Hàn Quốc đã cẩn trọng hơn rất nhiều so với khi hai đội gặp mặt tại MSI. Sau thất bại được đánh giá là bất ngờ trước Gam, Team Liquid là một trong hai đội đầu tiên bị loại khỏi thách thức Thụy Sĩ. Nhưng đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho Liquid bởi tất cả tuyển thủ, huấn luyện viên lẫn nhân viên đang trong có thời gian tập hợp để đưa ra quyết định cho tương lai của mùa giải mới. Trong đó có cả Pusik, người đang có nhiều dự định ở mùa giải 2024. Nếu Pusik không gia hạn hợp đồng, anh sẽ trở thành tuyển thủ tự do ở mùa sau. Khi đó, cựu vương thế giới có thể lựa chọn ở lại Bắc Mỹ hay trở về quê nhà Hàn Quốc. Dù mùa giải 2023 kết thúc không thành công với Pusik và Liquid, nhưng con sao đi đường này vẫn để lại rất nhiều dấu ấn trong lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu. Trong một cuộc phỏng vấn với Ashley Khan của Corizon, tuyển thủ 23 tuổi giải thích rằng anh thực sự không hề có ý định sang LCS hồi đầu mùa giải 2023, tuy nhiên anh buộc phải gia nhập Liquid vì không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng năm tháng trôi qua, Pusik dần nhận ra những thứ đã khiến LCS trở thành một khu vực lý tưởng để thi đấu, tập trung vào sự thoải mái, vui vẻ và cảm xúc của tuyển thủ. "Tôi nhận ra Bắc Mỹ thực hiện rất nhiều hoạt động sáng tạo để gắn kết cao đội, không chỉ trong trò chơi mà còn ở ngoài đời. Và nó đã thay đổi cách mà tôi nhìn nhận Bắc Mỹ sau một năm ở đây. Mấu chốt ở đây là Bắc Mỹ đem lại hạnh phúc nhất trong 4 năm tôi thi đấu chuyên nghiệp." Pusik từng cùng Dragonex vô địch thế giới 2022, cởi mở hơn khi suy nghĩ về LCS và anh cũng nhận ra rằng Bắc Mỹ không tệ như những gì mình tưởng tượng. Thế nhưng Pusik vẫn thất vọng với kết quả tại Worlds 2023, dù cao đồ đã cải thiện khả năng kêu gọi, giao tiếp và kiến thức tổng thể về game. Đi rừng nói rằng các tân binh Liquid đã phải chịu áp lực nặng nề sau chuỗi thua khi đấu tập với các đối tác LCK. Điều này ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân của họ. Nhìn về phía trước, Pusik có rất nhiều sự lựa chọn cho sự nghiệp. Mùa giải sắp tới, anh có thể tiếp tục ở lại LCS với tư cách là người đi rừng hàng đầu. Hoặc nếu muốn thử thách bản thân, anh có thể chuyển sang hai khu vực hàng đầu là LCK hoặc LPL. Dù thế nào đi chăng nữa, Pusik vẫn còn nhiều thời gian trước khi thị trường chuyển nhượng tiền mùa giải 2024 mở cửa.